V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Quý vị hãy vào trang web staysmartdoyourpart.com hoặc gọi số 832-927-8787 để ghi danh chờ đợi được chích ngừa. Good morning Sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio. Và thưa quý vị, đây là chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay cùng với chú Phạm Cơ, Diễm Thi và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân thương của chương trình. Chào chú Cơ, chào Diễm Thi. Vâng, chào chị Tường Minh, chào cô Diễm Thi và Phạm Cơ. Xin chào quý khách hàng của Cà Phê Sáng. Dạ, Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Việt Radio. Xin chào chú Phạm Cơ, chào chị Tường Minh. Hôm nay Diễm Thi có cái màu rất là dễ thương nha. Màu son với màu áo nó cũng giống với nhau nữa, nhìn trẻ trung xinh đẹp quá. À, cảm ơn chị Tường Minh, Diễm Thi. Bữa nay thấy tươi là tự nhiên, hồi sáng tưởng đâu là trời đẹp mát mẻ lắm, tự nhiên mới vừa leo lên xe vừa trở ra là mưa. Thì đúng, bởi vì Tường Minh khen là đúng, khi mà cái bầu trời riêng tại thành phố Houston sáng nay nó có nhiều người chọc Tường Minh, nói là Tường Minh là người đàn bà đi nhặt mặt trời đó. Tại vì hay thích chụp hình hoàng hôn với bình minh, hay post những cái hình đó, hình thử ra sáng nay ra không thấy mặt trời đâu để chụp hết á. May vô đây thấy có Diễm Thi cũng sáng sủa như là ánh bình minh vậy. Wow, trời ơi, vui quá. Sáng nay, bữa nay là giống như là ngày bội thu của Diễm Thi vậy đó. Không sáng phải. Thì chú Cơ mới khen em luôn á. Chú Cơ mới vừa nói, ôi bữa nay mặc cái áo màu tươi quá. Xong mà giờ tới chị Tường Minh khen cái màu đẹp quá. Vậy biết tại sao không? Vậy rồi từ đây sao cứ nhìn thấy áo này thôi nha. Biết tại sao không chú Cơ? Bữa nay phải ráng khen nịnh để trưa nhờ Diễm Thi đọc niêu dùm cho Tường Minh đi chích ngừa. Bởi vì ta nói, thấy không quý vị? Không, mới vừa nói là chị make my day rồi tự nhiên nó, bởi vì ta nói cuộc đời không có gì mà cho không hết trơn. Phải nói rằng là đi làm việc với mấy người trẻ nó được cái tốt là mình có cái thói quen bắt chước cái lịch sử của người trẻ. Nó bây giờ gặp phụ nữ cũng có biết khen phụ nữ đẹp rồi, nói cái khác ở nhà bà xã tôi về cũng cười hoài, người ta mặc cái ông mới mà còn không biết nữa. Bây giờ đó là phải khen liên tục hả chú? Bây giờ là nó quen nói là nhưng mà cái problem của chú Cơ bởi sẽ vậy. Là đi ra ngoài đường thấy con gái đồng nghiệp mặc áo mới thì nhận ra, nhưng mà vợ mặc áo mới thì vẫn mãi không nhận ra. Thôi đi, bây giờ em hết có muốn nói Cà Phê Sáng rồi đó. Chú Cơ thì khen mình nghe mừng gì đâu, chưa kịp mừng chú Cơ nói bây giờ đó là thói quen khen của chú. Chị Tường Minh khen quá trời luôn, chưa kịp vui. Chị Tường Minh nói là để trưa nhờ anh đọc news giùm. Không phải, là đôi lúc mình phải bào chữa, bởi vì nhiều khi mình khen như vậy đó người ta nói xong mình già rồi mà hãy khen, nhưng mà thầy mình phải bào chữa, mình nói tại vì đi làm với mấy người này người kia nó gặp cái thói quen về. Anh nó Cường quen. Đừng khen em gì hết nha anh Cường. Dạ. Anh Cường đừng, còn mỗi anh Cường thôi đó. Bởi vậy đó là khi mà mấy chị mà về nhà mà hạ giọng xuống, hay là mấy anh về nhà mà tự nhiên bỗng dưng ngọt ngào đó, là có mục đích ở phía sau lưng. Thường thường cũng vậy đó, khi mà muốn nhờ vả ai cái điều gì đó đó thì thường thường cũng phải tới vuốt ve vài câu. Bà xã tới bà nói rằng là ông sao bữa nay về nhà lâu lâu cũng điều, về nhà nói điều cái trời em làm truyền thông mà em. Thành thử ra khi mà vuốt ve vài câu vào là khen hôm nay anh đẹp trai quá, hay là hôm nay sao nhìn em đẹp quá, là phải coi như là cảm hỏi giác. Câu tiếp theo là phải gì cảm giác, muốn gì đây, bây giờ anh hay là em đang muốn gì đây. Mai mốt mà chị Tường Minh mà có khen Diễm Thi á là Diễm Thi phải để ý hỏi là thế chị muốn gì đây. Rồi biết bài nha. Chứ thường thường đó là quý vị Tường Minh thấy không ai khen không không đó. Thiệt luôn chứ, không lẽ cuộc đời đen bạc vậy luôn á hả? Diễm Thi không tin rồi, Diễm Thi cứ để ý đi. Diễm Thi thì chắc là phải lấy luôn cái biệt danh của chị Loan đặt qua cho Diễm Thi luôn. Diễm Thi ngây thơ. Không. Hay là không. Diễm Thi vô tư. Không, không phải là Diễm Thi ngây thơ hay là vô tư, mà Diễm Thi là lạc quan. Tại vì em tin đó là ở đâu cũng sẽ có màu hồng, ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Chẳng hạn như bây giờ ít nhất là em còn tin anh Cường đó. Thế bây giờ không tin nhà chị Tường Minh. Không tin chú Cơ, không tin chị Tường Minh nữa rồi.
Bữa nay là khẳng định luôn nha, không tin nữa nha. Nhớ đấy. Có nhiều cái tin mà em cần phải tin. Em không tin là em sẽ bị thiệt thòi, nên có nhiều cái là em phải tin. Thôi, em bây giờ em thấy phúc em tin anh Cường cho chắc ăn à. Phúc cho ai không thấy mà tin. Cứ tin đi em, tin mới sống được. Còn không tin á, nghi ngờ quá thì nhiều khi sống không có nổi đâu. Đâu có nghi ngờ gì đâu, rõ ràng trước mắt luôn nghi ngờ đâu. Bài đã lật rồi còn nghi gì nữa, còn đoán gì nữa. Thiếu cơ biết không, từng mình tuần rồi đi chụp hoa Blue Bonnet đó, thì đi về thì cũng có được một số hình cũng gọi là ưng ý. Thì có hai người bạn luôn, một người con gái và một người con trai nữa chứ. Tụi mình sao gan quá vậy, đi chụp mấy cái đó gặp mình là mình không thể đâu. Ở trên farm của mình đó là hoa tím, hoa lavender, rồi mấy cái hoa dại nhiều lắm, nhưng mà mình không có dám lên chụp tại vì sợ rắn. Rồi cái anh bạn này đó là hầm hố lắm nha, nhìn là coi như là hầm hố lắm. Nhưng mà cũng nói với tụi mình cái vụ này không có mình. Mấy con rắn nó thích ở trong đó lắm, trời ơi, nhiều rắn ở trong đó, nhiều loài rắn ở trong đó lắm, thành thử ra là coi như là không có tên mình ở trong chuyện này rồi đó nha. Rất là sợ đúng không. Nhưng mà thật ra đó, chú cơ có đi chụp rồi đó, thì nó cũng không có rậm rạp lắm đâu, và trước khi đi mình cũng khu động cho nó, thì rắn nó sợ mình nó chạy chứ người ta cũng rần rần á mà. Không, mùa này mùa Blue Bonnet người ta đi chụp hình đông lắm, mình chắc chắn là phải tới sau những người khác rồi, còn rắn nó không bao giờ mà nó ở chỗ đông, chỗ đông là nó phải đi từ sáng sớm cơ. Ủa chứ không phải nó thấy có mình nó lại đằng nó nhào lại nó cắn mình không, không. Người là nó sợ hãi lắm, nó là cái thứ mà nó nằm sát đất, thành ra nó sợ người ta dập vào có thể là nó có thể chết được. Nó thấy động này là nó lo đi trước nó, rồi nó chạy, nó sợ mình rồi chứ không phải. Nó không có đi tìm mình để nó cắn đâu, nó không giống con muỗi đâu. Con muỗi nó đi tìm mình thì con để nó cắn tại vì nó cần máu của mình, còn con rắn á là nó cắn để nó tự vệ thôi. Mà nếu mà cô bị cắn, cô là người đầu tiên đến gần đó đó, chứ còn buổi sáng mà ngày mấy ngày đi chụp hình chụp bài nhật là người ta đi mà nó đi mất tiêu từ sáng sớm rần rồi. Gọi là rần rần thành ra. Nếu như lại nhìn nó như vậy nhưng nó không có quá rậm rạp đâu, mình nhìn xuống đất mình thấy mặt đất mà. Nếu mình thấy em nào nằm đó là mình sẽ thấy, trừ khi mà mình mãi mê quá, nhưng mà nó nghe tiếng người là nó chạy mất rồi, thì cái đó là một chút xíu về cái nghi ngờ sợ hãi để cho. Không, mà đều đừng đời mà mình muốn vui, mình muốn hưởng lạc, đừng có sợ quá sẽ không còn cái gì trên đời hết. Chết có số đúng không chứ? Thì không, chết trên chỗ nào cũng có số hết chứ không. Phải là chết có số nữa. Chết có số thì cũng đúng, nhưng mà không có bị chết vì ngu ngốc. Tự nhiên biết lại chỗ đó có rắn mà vẫn chui vô. Nó vẫn có xác suất chứ bộ. Có rắn được. Thì bụi rậm thì thường có rắn. Trời đất ơi, nếu sợ như vậy thì thôi đừng ra sân nhà luôn, đừng có bao giờ lấy chồng hết, bởi vì lấy chồng thì sẽ bị phù bạc. Phù bạc nó rất là dễ, và cái tỷ lệ nó cao lắm, cao hơn tỷ lệ chết cưa nhiều. Khác đó. Cái kia đó là không đi chụp hình á thì cũng không có sao, tại vì nếu mà mình sợ rắn quá thì thôi không đi chụp cũng không sao, mà không lấy chồng là chết đó. nói như vậy không đúng, thế vì người đã ở không ngoài kia cho trai nó thèm, có ai chết đâu. Really? Giờ cho tôi xin số điện thoại. Chú Cơ, bữa nay chú Cơ bắt đầu khen rồi xong rồi chuyển qua xin số điện thoại đó. Chị thấy qua tập 2 rồi chưa? Tiếng nhanh, tiếng mạnh quá đó. Rồi Diễm Thi, ngày hôm nay là chắc là Diễm Thi với tình yêu muôn thuở. Dạ, tình yêu của Diễm Thi thì cũng muôn màu muôn vẻ, có lúc vui, có lúc buồn. Và ngày hôm nay buồn hay vui? Vậy chị muốn vui hay muốn buồn? Buồn đi chứ, lúc nào mình cũng vui mà, mình cười mỗi ngày. Thật ra là có một điều đó, Diễm Thi được nghe nhiều cái tâm sự của bạn bè, họ cứ hay nói là người yêu cũ của tao vậy vậy đó, hay là người chồng cũ của tao vậy 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 đó. Rất là nhiều chị em gái mà hay tâm sự với nhau vậy đó, thì các bạn hay chia sẻ là người cũ bữa nay thế này, người cũ bữa nay thế kia. Thì Diễm Thi thấy có những lúc đó cái sự quan tâm đó nó cũng làm cho mình có thêm động lực, nhưng mà có những lúc cái sự quan tâm về người yêu cũ hoặc là người chồng cũ đó cũng gây những cái sự cản trở trong cuộc sống mới của mình. Cho nên là Diễm Thi đặt ra một cái câu hỏi là như vậy thì mình có nên quan tâm về đời tư, về cuộc sống riêng của người yêu cũ hay là người chồng cũ của mình hay không? Chú Cơ cười. Chú Cơ trả lời ngay lập tức không. Tự mình thấy có những người đó khi mà họ chia tay rồi nha, rồi họ có người mới rồi nha,
nhưng mà hả, coi như lúc nào họ cũng đi vô để họ tìm kiếm hình ảnh hay là follow để, đúng không, để của cái người cũ và cái người người mới của người cũ nữa. Yeah. Coi như là theo dõi hai người cái ngày hôm nay họ post cái gì, họ như thế nào, rồi chung quanh bạn bè nữa cũng hỏi thăm có người ấy bây giờ ra sao, đủ thứ hết trơn. Tụi mình cũng thấy làm thắc mắc là không biết là tại sao. Mặc dù là cái người này họ có chồng khác rồi, họ có một cái gia đình hạnh phúc rồi, nhưng mà họ vẫn cứ quan tâm tới cái người ngày xưa, coi cây là đây người bạn, người vợ mới của ông chồng mình đó, hôm nay nói câu gì, hôm nay làm cái gì, hôm nay đi đâu, là lý do tại sao vậy chú cơ, là người ta còn yêu hay sao? Không, đó là cái lòng ganh tị. Tức là khi mình một cái món đồ vật mình làm chủ mình bỏ ra rồi đó, mà mình còn tiếc, mình không hiểu, mà mình còn tiếc, mình đã không hiểu mình làm như vậy là trúng hay là sai. Thành ra mình muốn chứng minh rằng mình làm trúng, là mình phải xem thử rằng là phía đằng kia đó họ được đối xử như thế nào, để xem thử rằng mình làm trúng hay mình làm sai. Cái đó là thường thường là phụ nữ nó, đa số người phụ nữ nó thường, tôi không nói thiểu số nhé, tôi nói đa số là họ hay ganh tị, cho nên khi họ bỏ ông chồng ra rồi đó, rồi bây giờ họ thấy ông chồng có vợ khác thì họ mới tò mò coi thử rằng mình làm việc mình bỏ thằng chả có trúng hay không, hay là bây giờ thằng chả khổ sợ vì mình bị bỏ đi, hay là thằng chả nó sung sướng vì mình bỏ đi, nhưng mà họ mục đích họ muốn nhìn thấy cái sự khổ sợ của thằng chả thôi. Thế không? Yeah. Tụi mình lại nghĩ khác, hay là sự tò mò, Diễm Thi nghĩ tò mò. Tụi mình lại nghĩ khác, tụi mình nghĩ là cái cô này cũng còn yêu cái anh đó quá. Không, tại vì đó là chị tụi mình nghĩ như vậy khi mà chị không có bỏ ai. Chị bỏ như là chị sẽ nghĩ như là, chị sẽ nghĩ như là tôi đoán. Yeah. Không biết nữa, thì tụi mình thấy khi mà có một người bạn là lúc nào cũng quay lại để xem coi, coi như là rảnh ra thì đi vô trong Facebook người ta để tìm hiểu, để coi qua Facebook của người ta, rồi qua Facebook của bạn gái của người ta để mà coi coi là hôm nay thế nọ thế kia thế nào đó. Thì tụi mình nghĩ là cái cô này á, là cô có gia đình rồi nhưng mà cô chưa có yêu cái người chồng mới, cô còn yêu cái người chồng cũ quá đi. Thì tụi mình theo con mắt thì của mình thì mình nghĩ như vậy. Không biết là quý vị nghĩ như thế nào, hay tại sao không có dứt bỏ được cái người cũ đã là chia tay rồi. Tại sao mà vẫn cứ theo dõi hàng ngày coi có người ta làm thế nào, cái điều đó để làm gì và nên hay là không? Diễm Thi thì nghĩ là do sự tò mò đó chị Tường Minh. Tức là một cái người xa lạ nhiều khi đôi khi mình cũng tò mò cái người đó nữa, đừng nói chi đây là một cái người coi như gọi là người quen đi, thì mình cũng tò mò không biết là sau đó cuộc sống của cái người đó như thế nào. Mà Diễm Thi cũng có một chút xíu đồng ý với chị Tường Minh là cũng có thể tình cảm của cái người đó còn nữa. Tức là mình còn một chút quan tâm chứ không phải là ganh tị đâu chú cơ. Diễm Thi nghĩ là một chút quan tâm, thì khi người ta còn một chút quan tâm thì người ta mới tìm hiểu. Còn nếu mà mình thực sự mình lãng quên, mình không còn gọi là không còn yêu thương, không còn nghĩ gì tới nữa hết, thì người ta coi như nó đã trôi qua rồi, ta không nhớ, không có để ý, không có để ý đến. Nếu như là tự mình đó là đã khép lại rồi là khóa dục chìa khóa xuống sông luôn, đừng có không có bao giờ mà quay lại để coi cái người xưa như thế nào, cuộc sống như thế nào, bây giờ quen với ai, cô mới của anh ta như thế nào. Tụi mình từ nhỏ tới bây giờ không có thói quen đó, không bao giờ đi tìm coi là cái gương mặt của cái người sau của người đó như thế nào hết á. Yeah. No, never. Nếu vậy thì tại vì tôi chưa nắm được lý lịch chị Tân Minh nên không dám trả lời câu này. Nhưng mà bây giờ đó, vấn đề là nếu mà mình tìm hiểu như vậy, mình follow họ như vậy đó, thì có nên hay không, tốt hay xấu hả chú cơ, có ảnh hưởng gì không chú? Không, thì cái chuyện quan trọng nhất đó, là trong tình yêu đó, là khi mình đã chấm dứt một câu chuyện rồi thì mình làm lại cuộc đời, thì mình dốc chỉ đến mình xây dựng cuộc đời mới. Còn mình cứ vừa đi vừa ngó lui thì vấp té là chuyện bình thường. Nghĩa là theo như chú cơ cũng nghĩ là không nên. Không nên, không nên. Sống rồi là thôi. Tụi mình mới có một cái tách của một người bạn, có cái chuyện này nghe quen quen. Nhưng mà tụi mình cũng biết câu chuyện của những người bạn đó, là tại vì cái người mà chia tay rồi đó thì người ta vẫn chưa có gia đình. Người ta, nếu mà người ta chưa có lập gia đình khác, thì ta chưa có cái cuộc sống hạnh phúc khác đó, thì theo như lời chú cơ phân tích thì tụi mình thấy có lý, là tại vì người ta ghen tị. Thì tụi mình cũng biết là có nhiều người coi như là lùng sục hết tất cả những fan list của bạn bè của người ấy. Yeah, xem có người ấy bây giờ tiếp xúc với ai, quen ai, nói câu gì, chụp hình với ai, đủ thứ hết trơn á.
thì cái chuyện đó là đối với hai người mà khi mà họ chia tay với nhau rồi, rồi bên nào cũng chưa có, thì có thể dễ hiểu là vì ghen. Dạ. Có người mà người ta tùy theo tâm lý của người. Ví dụ bây giờ khi tôi nghe chị Minh nói về người ấy đó, thì tôi lại không nhớ những điều mà chị Minh nói về phía sau. Tôi chỉ nhớ rằng là cái câu kêu là người ấy thường hay vuốt tóc tôi. Thở dài những lúc thấy tôi vui. Dạ. Bây giờ, thôi, yeah. Bây giờ chú cô đang chìm đắm trong ký ức đó còn hơn nữa, đúng không? Yeah. Bây giờ chỉ còn gợi nhớ cái thôi là chìm đắm trong ký ức rồi, đừng nói chi mà những người khác. Thì chủ đề của ngày hôm nay chắc là Diễm Thy cũng đã đưa ra cho quý vị rồi, đó là theo dõi, follow, gọi là bây giờ từ của tuổi trẻ đó là gọi là follow đó. Còn từ của hồi xưa của mình là gì chú cơ, nghĩa là... theo dõi hả? Không, tôi tìm không, hiểu. Tôi chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh đó. Theo dõi người xưa của mình nên hay không, và lý do tại sao cái tâm lý của người ta khi mà chia tay rồi, dù là có hạnh phúc rồi đi nữa, thì người ta theo dõi, vẫn đi theo dõi cái người cũ, giống như câu chuyện mà Diễm Thy và Tường Minh. Dư dừa quá tám. Không, thật ra cái người này cũng bận rộn. Tường Minh biết là cuộc sống cũng rất là bận rộn, nhưng mà người này tâm sự với Tường Minh đó là mỗi khi rảnh ra đó là đi vô Facebook của người kia coi. Kỳ quá à, thiệt là lạ lùng. Chúng tôi mời quý vị gọi vào 7139311560. Chắc là cái đề tài này dành cho giới trẻ nhiều hơn là các cụ, các bác. Các bác thì chắc là không có cái chuyện đó. Đi coi người xưa, người cũ, người vợ cũ, người chồng cũ của mình. Nhưng mà chị, như thế nào? Chị ơi, các cô, các chú, các bác thì cũng đã trải qua một cái thời gian là cũng nhiều người cũng có người cũ chứ bộ. Chứ đâu phải ai cũng là chưa có mối tình đầu rồi đến với mối tình sau liền đâu. Ai cũng sẽ có, mà thường cái mối tình đầu bao giờ cũng nhưng mà xưa lấy thơ lấy làm sao mà theo dõi được, làm sao mà cũng hỏi thăm bạn bè. Bây giờ thì có Facebook tiện đúng không, nhưng mà hồi xưa cũng gặp hỏi. Bây giờ mấy bà còn vô Facebook cũng được nữa mà. Dạ, cũng hỏi là dạo này thấy ổng làm sao, đúng không? Có không? Không biết nữa, để các cô hỏi, các cô gọi vô các cô nói coi có đúng không. Thấy Trúc Nguyễn nói cái đó gọi là rình mò đó. Rình mò về người cũ. Người ta chỉ hỏi thăm chút xíu thôi, có làm gì đâu rình mò. Cái chữ rình mò rất là hay, cảm ơn Trúc Nguyễn ha. Trúc Nguyễn, có nhiều người họ kêu là cái đó là rình mò, tại vì khi mà họ ghét á, cái người khi mà chia tay mà nó không có được êm đẹp, nó gây cấn, mà cái người kia vẫn cứ theo coi là cái cuộc sống của người này như thế nào, đủ thứ trơn, mới gọi là rình mò. Thậm chí là để coi cái người này hay lui tới ở chỗ nào, hay là ra với bạn bè ra làm sao, đủ thứ hết trơn á. Dạ, thì khi mà ghét thì dùng chữ rình mò, còn chưa có ghét lắm thì vẫn còn để ý, quan tâm ha. Yeah. Không biết là lý do để làm gì, cái vấn đề là để làm gì khi mà chia tay rồi. Thì theo người ta để coi cái cuộc sống của người ta như thế nào, từng ly từng tí như vậy để làm gì, nên hay là không nên, từng mình nghĩ không nên, để làm gì, vẫn là thắc mắc để làm gì, nó có ảnh hưởng cho cái cuộc sống hiện tại của mình hay không. Chị Tường Minh hỏi câu đó là cũng là cái câu mà Diễm Thy cũng hỏi bạn Diễm Thy đó. Khi mà nghe chia sẻ như vậy đó, Diễm Thy hỏi là ủa làm vậy chi vậy, tại sao mày làm vậy vậy, thì nó nói tao cũng không biết tại sao luôn á. Tức là làm theo cái kiểu là quán tính luôn đó. Cứ nó còn nói là yêu. Làm vậy, ví dụ như break một cái hay là gì đó, thì cầm điện thoại lên là vào Facebook để coi là bữa nay hai người đó làm sao rồi, chẳng hạn vậy đó. Cho nên là làm mà theo quán tính cũng không hiểu tại sao là mình làm luôn. Mình thấy là đa số người ta bây giờ người ta đi rảnh tí, người ta vô Facebook, người ta đếm coi mình được bao nhiêu view thì có. Nhưng mà Facebook là cái thế giới ảo, cái thế giới đó vui cũng giả mà buồn cũng giả. Người ta chỉ câu like thôi. Nhưng mà người ta đi đâu là có thật. Thì có là để cho vui vẻ thôi, chứ còn thực sự ra là ngay Facebook đâu có bao giờ có cái nút gọi là dislike ở đâu nha. Toàn là like không thôi, thành ra cũng vô ích. Chúng ta luôn lịch sự với nhau. cái chú cơ nói rất là đúng. Thành thử ra nhiều khi các cô người cũ đó mà đi vô trong Facebook và coi, thấy là cổ ngày hôm nay cổ buồn, hay là ngày hôm nay cái cô của kia cổ vui, hôm nay chắc là được vì gì nó vui. Nhưng mà thật ra giống như chú cơ nói, tụi mình cũng thấy là nó chưa có đúng lắm. Có nhiều khi họ trong lòng họ rất là buồn, nhưng mà lên Facebook đó thì họ
họ tươi ơi là họ tươi luôn, biết đâu được. Dạ. Đôi khi còn trút lên vài nỗi buồn dạ tào. Có người nói là gì đó, những lời than thở của em trên Facebook là xạo nhưng mà nước mắt em là có thật. Nói chung là cám cảnh cuộc sống xung quanh mình thì mình cũng đưa lên một vài câu, nhưng mà đôi khi là cám cảnh câu chuyện của người khác chứ không phải là cám cảnh của câu chuyện của mình. Thành ra Diễm Thy hay là bạn của Diễm Thy hay ai đó mà gọi là rảnh đó, mà đi follow rồi của người cũ rồi vui buồn theo những cái post của người cũ hôm nay buồn, người cũ hôm nay vui, người cũ hôm nay thấy nọ thấy kia đó, là coi chừng á trật lắm luôn á, coi như là đi xa xa lắm đấy, đúng không chú ca? Đúng rồi, hôm nay em buồn như một con chó đói, như con mèo ngại ngủ trên tay anh, như con cả ương sắp sửa xe mình để anh dần không phải là nước biển. Nhưng mà chú cơ hồi nãy chú cơ đọc cái câu là người ấy thường hai phút tóc tôi đó, thì có thính giả chắc Minh Lâm nói là chú cơ đọc cái câu đó không phải là nhớ người cũ mà nhớ mái tóc của ngày xưa. Không, bây giờ vuốt lên nhớ người mới chứ không bây giờ, nhớ mái tóc ngày xưa của chú cơ, bây giờ chú vuốt lên đâu mất tiêu rồi. Câu đó phải để dành cho người cũ của chú cơ nói thì mới đúng. Tức là cái thời kỳ tôi còn có tóc cái gì. Người và là cái người ấy thường hai vuốt thường quá, bởi vì vuốt bây giờ không còn cộng nào đó rồi, láng o luôn. Dạ, chứng tỏ là người ấy của chú cơ hồi xưa rất là hay vuốt tóc chú cơ. Thường lắm, dạ, thường rất là hay vuốt. Thanh Nguyễn có ý kiến là nên và không nên. Nên là nếu như mình có con chung thì nên cần theo dõi để biết sẽ tốt cho con của mình. Còn không nên nếu chưa có con cái chung, có thời gian đi tìm người mới vui hơn. Không biết là tại sao có con chung phải theo dõi cái người kia để làm gì? Chắc là ý của Thanh Nguyễn, Diễm Thy không biết là có phải cái ý hay anh không. Mà ý là chắc là nói là nếu mình biết người cũ chẳng hạn như là sống, ví dụ có những người ta có cuộc sống không có tốt mà con chung thì có nghĩa là sẽ còn gặp gỡ. Nếu mà người ta có những cái công việc hay là có những cái việc làm hay là có những cái mối quan hệ không tốt gì đó mà cho con mình gặp gỡ thì có nhiều khi ảnh hưởng tới con của mình. Có lẽ Thanh Nguyễn nghĩ vậy. Không phải đâu, mấy cô đó là khi mà thường thường là khi là tách đôi rồi đó thì người ta thường là mẹ nuôi con, chứ bố ít khi được tòa cho phép nuôi lắm, thường là mẹ nuôi. Thành ra mấy người nào mà mẹ mà gửi con cho bố nuôi thì tất nhiên là mình sợ phiền hà, chứ thường thường là người ta gửi tòa án họ cho mình mà, nhưng mà mình không muốn nuôi, thành ra người chồng mới có quyền nuôi được. Thế thì khi người bố nuôi rồi thì mình cũng coi thử là nó nuôi con mình có tốt hay không vậy thôi, chứ còn thực sự ra là cái ý của mọi người nghĩ là nghĩ như vậy, mình cũng không biết được, nhưng mà phải nói rằng là coi cái tương lai của con mình nó sao thôi. Nhưng mà tôi mới thắc mắc cái này là chú cơ với Diễm Thy, là khi mà Diễm Thy đưa ra cái đề tài này thì tôi mới nghĩ đó là một cái người phụ nữ, đa số người phụ nữ mà khi chia tay rồi á thì có cái hành động đó nhiều hơn là những người đàn ông. Những người phụ nữ thì mới hay là theo coi cái ông bây giờ ông dating với ai, ông quen con nào, cô nào, làm cái gì, đi ăn ở đâu, đi làm cái gì. Thì phụ nữ hay có cái tính đó hơn. Vậy thì đàn ông khi mà chia tay với người phụ nữ rồi đó, với vợ của mình hay là người yêu của mình rồi đó, người đàn ông có cái tính đó hay không? Có cái tính gọi là, nếu mà nói dùng cái từ là rình mò xem coi là cái người xưa của mình đó, bây giờ làm gì, quen ai này cái nọ, có vô coi hay không, có tìm hiểu, có hỏi han hay không, hay là chỉ có phụ nữ mới có tính đó thôi? Diễm Thy nghĩ chắc là đàn ông thì sẽ ít hơn là phụ nữ. Mà chị Tường Minh biết không, đối với chuyện tình yêu nó không có một cái công thức, một cái lý thuyết nào hết á, không thể nói là tại sao hay là không tại sao hết á. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây với số cuối là 1997. Đừng nói là sinh năm 1997 nha. Mời một thính giả. Tôi cũng lớn tuổi rồi. Dạ, chào chú. Quý vị ở Cà Phê Sáng, tôi rất là đồng ý với lại anh Phạm Cơ. Theo cái trường hợp của tôi cũng đã trải qua rồi. Tôi đã ly dị khoảng 20 năm nay, và tôi cũng bắt chiếc cô Cường Minh nói là ở vậy cho người ta tức chơi. Đối với tôi thì
khi mà mình đã quyết định mà ly dị không ở với nhau được thì tôi sau 6 tháng là tôi không có nghĩ là người đó exist nữa. Tôi không bao giờ nhớ mà không bao giờ muốn biết những cái gì mà họ làm cái gì. Cái đó là tôi thấy đa số người đàn ông là họ move on. Họ không có muốn dính dáng tới cái chuyện xưa nữa. Còn đối với đàn bà thì tôi nghĩ có thể khác hơn. Có thể giống như cỡ nó, họ ghen, là họ muốn biết cái cuộc sống của người kia như thế nào, sung sướng hay khổ sở hay là vợ mới như thế nào. Nhưng người đàn ông thì họ không cần biết, họ move on và với cuộc sống của người ta. Đó là một ý kiến ha, hồi chú cũng là như vậy ha. Không lẽ vậy, nếu mà chú nói như vậy không lẽ tụi mình có tính đàn ông sao ta? Không, thì thực sự ta chỉ tụi mình đàn ông đàn bà, hai cái cơ thể như tôi nói nhiều lần lắm, hai cơ thể nó khác nhau. Cho nên khi hai cơ thể nó khác nhau đó, thì hai cái suy nghĩ nó cũng khác nhau rất là nhiều. Đàn ông suy nghĩ khác và đàn bà suy nghĩ khác. Vì đó là cái nguyên tắc mà tôi đã đi theo. Thành ra tôi không bao giờ gây lộn với vợ tôi nữa hết đó. Chỉ vì tôi biết rằng hai cơ thể nó khác nhau. Và vì cái cơ thể khác nhau, cái suy nghĩ nó khác nhau. Mình không suy nghĩ giống người vợ mình, giống người phụ nữ được. Cho nên nếu người ta suy nghĩ gì mình cho là sai thì người ta trúng, nhưng mà mình sai thôi. Thành ra mình phải chấp nhận điều đó. Thì chú Cơ nói là cơ thể của đàn ông phụ nữ khác nhau, hóc môn khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà tụi mình lại có chung suy nghĩ với chú vừa rồi. Vậy là không lẽ tụi mình phải xét lại giới tính à? Ô chị, nhiều khi cần phải đi giải phẫu đó, chứ không phải giận đâu. Một ngày nào lấy đó vacation đi Thái Lan rồi. Từ vài bữa nữa coi chừng mình đi Thái Lan đó chết. Không phải tên bây giờ Tường Minh nữa, là đổi thành Anh Minh nữa. Nếu như mà nói họ với tên thôi là nhiều người lộn. Từ Minh là con trai lắm, Minh Đoàn đó là nghe là rất là con rất trai, là con trai ha. Manly lắm đấy, coi chừng đấy. Cảm ơn chú nha chú. Dạ dạ, dạ xin chào chú đó. Cũng như là một thính giả anh Thơm Vũ ở trên Facebook đó, thì nói là anh block hết không cho họ thấy Facebook của anh, cũng không bắt phone gì khi mà họ gọi hết á. Hết rồi quan tâm làm gì. Tụi mình biết nhiều người đàn ông thường thường chia tay xong làm điều đó lắm, nhưng mà phụ nữ họ có cách của họ, mặc dù là block Facebook rồi block tùm lum hết, nhưng mà họ vẫn có cách để mà họ coi mình đấy, có chừng thì họ đi. Dùng một cái Facebook khác có gì đâu. Hỏi thăm bạn bè, hỏi thăm người quen, hỏi thăm chi cho nó mất công, cứ làm một cái Facebook khác vô tha hồ, muốn vô đâu vô. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Hello. Mời chị. Chị cũng giống Tường Minh, mới giống cái chú hồi nãy. Là không quan tâm gì tới nữa. Hết rồi thôi. Quan tâm làm gì? Quan tâm làm gì? Nếu mình còn quan tâm tức là mình còn thương hoặc là mình còn ghen. Đúng. Thành ra là mình lo làm cái chuyện của mình lo vui cái chuyện của mình. Nhưng mà một thời gian sau thì mình cũng sẽ gặp lại thấy người đó. Nếu người ta hạnh phúc thì mình mừng cho người ta không hạnh phúc thì mình cũng... Nhiều khi mình thấy người ta hạnh phúc mình ghen mới đau chứ chị. Chứ còn nếu mà mình còn quan tâm tới người ta là mình còn ghen. Mình còn ghen thì mình sẽ cứ tò mò. Cái đó giống như cái chị hồi nãy nói là tò mò. Để làm cái gì? Để về mình mang câu mình tức luôn hả? Đúng không? Nếu người ta thấy người ta vui quá, mình tức nữa. Thật ra là tớ không thấy là mình không quan tâm tới nữa. Mà giống như Diễm Thi nói thì cái người bạn thì Diễm Thi bỏ người đó, hay là người bỏ đó bỏ cái bạn Diễm Thi thì bạn cái bỏ. Hai cái nó khác nhau. Bạn là bỏ. Người bỏ, đi bỏ bạn chứ. Là người bỏ, nhưng mà bây giờ bạn cứ đi vào để coi từng ly từng tí xem coi bây giờ người ấy ra sao, cô mới của người ấy như thế nào, vân vân và vân vân. Khi mà thấy nếu như cái người bạn của Diễm Thi bỏ mà có ra gia đình rồi mà vẫn còn tò mò theo cái người cũ, tức là lấy tính là bỏ người kia đi lấy người chồng mới sẽ tốt hơn, nhưng mà cuối cùng là thua cái người kia, thành ra mới đi tò mò. Tiếc nuối phải không chị? Tiếc nuối đúng rồi đó. Tại sao mà Tường Minh? Chị nói đi. Nói đi. Tường Minh nói. Theo dõi rồi khi mà thấy người ta chiều chuộng người mới, nâng niu người mới thì lại đem
trước cái u sầu vô trong lòng mình, rồi buồn bã, khổ sở, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa. À, không biết là khi mà mình theo dõi cái người xưa như vậy đó, à, nó có ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình hiện tại hay không? Có chứ. Ừ. Tại vì mình ganh tị, người ta mình thấy người kia mà đối xử với vợ sao của người ta mà tốt hơn cái ông chồng mình đang đối xử với mình, thì mình sẽ là cái người là cái đầu óc của mình sẽ tính toán khác lại, mình lại muốn bỏ người chồng này nữa, đi kiếm người khác hơn nữa. Cái đó là không có tốt, thành ra là mình không nên quan tâm tới làm cái gì nữa, trong khi mình là cái người đã bỏ. Còn ví dụ như mình là cái người bị bỏ chăng nữa mà mình cũng không thiệt, người ta đã bỏ mình rồi thì mình cũng không quan tâm tới người ta làm cái gì hết, để cho mình khổ thôi. Đúng. Có thể là Tường Minh với chị là cái có cái tánh đàn ông một chút xíu, cái tánh đàn ông thôi chứ không phải là mình là người đàn ông. Không cần đi giải phẫu. Không cần đi giải phẫu như anh Cơ nói. Tại vì cái tánh của mình đó là cái gì mình đã bỏ rồi là mình bỏ luôn, chứ mình đừng có quan tâm tới làm cái gì hết. Mình có thể mình buồn đó, nhưng mà mình buồn mình kiếm những cái chuyện gì mình làm, mình cố mình làm mình sẽ quên, quên từ từ chứ không thể nào quên nó một ngày một bữa là quên liền. Cũng phải là tháng hoặc năm rồi mình quên đi, rồi lúc đó mình sẽ kiếm một người khác thì mình sẽ vững tâm hơn là mình cứ quên bỏ người này xong mình bắt người kia. Nhưng mà cái từng mình so sánh, cái đàn bà mình nó có cái tánh so sánh, nó thiệt là vậy. Nếu có cái tánh ích kỷ nữa, nói đúng là vậy, ganh tị đủ thứ á. Nghĩa đàn ông không có hả ta? Sao tự nhiên phụ nữ mình có nhiều tính xấu dữ ta? Nên cái cổ là nó có thật chứ không phải đùa đâu. Dạ, yeah, nó có thật. Có nhưng mà ít. Ví dụ như dạ, nhưng mà hai người ở đây là thuộc vô cái chỗ ít đó đó chị. Dạ. Trời đó. Ơi thì nè, ví dụ như chị với Tường Minh là hai người bạn thân, nhưng mà chị lấy chồng mà sướng á, thì Tường Minh á cũng có nhiều người ganh tị với mình, chứ không phải là không có đâu. Dù là thân nhưng mà vẫn ganh tị với bạn nữa. Cái đó là chuyện ngoài đời chị thấy rồi. Nên đó chị nói cho Diễm Thi á, là một cô bé rất là hiền. Thành ra là nói cho Diễm Thi biết, đã quyết định bỏ là mình bỏ luôn, đừng bao giờ theo dõi cái gì đó là làm gì hết, không bao giờ. Nhưng mà mình tự sống cho mình nó, cuộc sống của mình nó hoàn hảo hơn, thì cái người đó sẽ tự đi kiếm tìm phải hiểu đi lại theo dõi mình đúng không? Mình phải để cho người ta, để người đó phải đi tìm coi cuộc sống mình ra làm sao chứ mắc mớ gì. Chính xác luôn. Theo như chị là như vậy đó, cho người đó phải đi kiếm tìm mình để coi mình sống như thế nào, sống như thế nào, cuộc sống mình như thế nào, thì cái đó thì mình mới là một người thắng cuộc chứ. Giống đàn ông họ cũng muốn thắng mà. Mà lỡ giờ không thắng được rồi sao giờ chị? Giờ người ta không kiếm mình phải đi kiếm người ta chứ. Thôi không cần kiếm, không cần kiếm đâu. Dạ, chuyện đó mình đã bỏ đi rồi, nhặt lại làm gì? Cái xã hội này nó lớn lắm Diệp Thi, chứ đâu có phải nhỏ đâu mà kiếm chỗ này cũng có kiếm chỗ khác, nó gì đâu. Chú ơi, xã hội thì lớn mà tim ta thì nhỏ. Tim thì nhỏ nhưng mà tại vì có tim cũng chịu đi du lịch. Cho nên tim ta chỉ chứa được một người, không thể chứa được nhiều người. Nếu mà nghe lời chú Cơ mà để trái tim đi du lịch thì cũng phiền đấy. Tường Minh không đi du lịch thì thích, nhưng mà không muốn để trái tim đi du lịch đâu. Dạ, đau lắm. đi đường nhiều quá, nhiều khi nó trầy xước đó. Mình đi chơi thôi chứ mình đừng có để cho trái tim mình đi kiếm vòng á. Dạ, nó trầy xước đó, tội nó lắm. Dạ. Thôi, đóng cổng lại cho chắc ăn. Ở ngoài kia thế giới là đầy rẫy bao la, đầy rẫy những rủi ro, những cám dỗ như trong gai, cho nên thôi em khép cửa lòng cho chắc ăn. Cảm ơn chị đã có những ý kiến rất là thực tế nha. Cảm ơn chị. Rồi, chúc một ngày vui nha. Có một thính giả trên Facebook nói là Cúc Vũ, tên là Cúc Vũ ha, nói là phải theo dõi xem đứa đến sau mình nó là thành phần nào. Nếu ổng phải trao súp bọt thì đứa sau mà thuộc loại tiêu xài hoang phí thì nó sẽ dụ dỗ hết tiền của con mình đói, mình lại tốn tiền luật sư để đòi. Trời, rất là thực tế luôn á, rất là thực tế. Bây giờ lỡ như mà ổng quen cái đứa sau mà nó tiêu xài hoang phí để đến nỗi mà ổng không có tiền để mà trao súp bọt á, thì mình cũng có cản được đâu. Bây giờ là ổng đã quen cái con bé sau á, mà nó hoang phí rồi, bây giờ mình nhào vô mình nói anh không được quen con đó à. Nó cũng không làm gì được, phải không? Chắc là phải kiếm cách lấy tiền trước. Lấy trước khi mà cái cô kia xài. Rồi, cái này gọi là phải biết địch biết ta trong. Ôi, con là con của chung hai người, bây giờ mình đang nuôi thì mình cứ lo mình nuôi cho nó đi. Còn mà bố nó không có nuôi được thì mình cũng phải chịu thôi, cho làm gì bây giờ. Người ta nói là con người con chung phải có trách nhiệm chung, mà lỡ ông có trách nhiệm thì sao?
thì mình phải chịu thôi. Tại vì mình ngày xưa mình trót trao thân người phần, trót có con chung, thì bây giờ mình phải chịu. Mình muốn đặt một cái câu hỏi để cho quý vị giúp cho tụi mình trả lời rằng đó, thì là nếu như là mình là cái người bị cái người cũ follow, theo dõi, đi vô coi từng ly từng tí những cái hoạt động của mình như vậy đó, thì mình cảm giác như thế nào? Mình có coi thường cái người mà cứ đi theo mình hay không? Mình có cảm thấy là mất tự do, mình không có thoải mái, giống như là anh Thơm này, anh block hết luôn, không cho coi. Nếu như mà mình phát giác ra cái người kia vẫn theo dõi mình như vậy đó, từng ly từng tí, thì mình cảm giác như thế nào? Nếu như là Diễm Thi hay là chú Cơ hay là quý vị chia tay rồi mà cái người kia vẫn cứ theo coi mình từng ly từng tí như vậy, thì mình sẽ có cảm giác ra làm sao? Mình lật ngược lại vấn đề một chút. Đối với cái người kia, đối với cái người này thì nhiều người đã khuyên rồi, không nên, không làm như vậy, làm gì nữa, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Vậy thì cái người đối phương thì nó sẽ như thế nào khi mà bị, cái này không biết là bị hay là được theo dõi ha? Bị cho được sao được. Không, có nhiều người họ cảm thấy là proud. Họ nói tôi chia tay với người đó rồi mà người đó còn thương vẫn tôi theo lắm. Người đó vẫn theo dõi tôi này cái nọ. Có nhiều người họ lại thích, họ lại thích được như vậy đó. Họ lại thích cái người kia, họ vẫn còn quan tâm đến mình lắm, họ vẫn còn chút tình cảm với mình nên họ mới đi theo mình, họ coi như vậy. Nhưng mà có người thì không biết. Cả hai người đó đều sai hết. Cái người mà bị theo dõi cũng sai, mà người theo dõi cũng sai. Cái chuyện tình nó đã xong rồi. Mà còn ngồi đó mà một bên thì tiếc rồi, một bên thì hạnh diện rồi. Man, nó còn theo tôi quá, chắc hồi xưa nó yêu tôi dữ lắm, mà bây giờ nó còn yêu, cuộc tình của nó chắc nó không có đẹp gì đâu vậy. Tức là toàn thỏa mãn cái từ ái cá nhân không. Thế Maria Trang nè, she vừa mới comment ở trên Facebook là còn em thì ngược lại, người cũ vẫn còn quan tâm tới em. Muốn hỏi Mary Trang đó là khi mà người cũ quan tâm đến mình, vẫn còn theo mình, coi mình hoạt động như thế nào, sinh sống ra làm sao, thì cảm giác của mình sẽ như thế nào? Mình cảm thấy là ít ra hết tình thì còn nghĩa, hay là thế nào? Hay là cảm thấy là mất tự do, khó chịu, nghỉ chơi rồi thì thôi, đi vô coi làm gì? Thậm chí tụi mình biết là có nhiều người cứ vô để coi người đó có đang online không, người đó online cách đây mấy phút. Nhưng mà nếu mà chị Tường Minh nghĩ thử coi, nếu mà mình chia tay một người rồi mà cái người đó không bao giờ mà quan tâm gì tới mình trơn, không bao giờ hỏi, không bao giờ tìm hiểu gì mình, thì mình cũng cảm thấy chạnh lòng lắm chứ, đúng không? Cũng cảm thấy bạc lắm chứ. Để xem coi thính giả trả lời như thế nào. Mời thính giả trên đường dây. Dạ, với số cuối là 2175 ạ. Xin chào. Xin chào. Dạ, em chào chị Tường Minh, chào chú Cơ, chào chị Diễm Thi, em là Kevin. Dạ, chào anh Kevin. Lâu quá mà nghe giọng Kevin ha. Dạ, tại vì em nghe tại này, tại vì em nói thật, bây giờ em có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái gì? Nếu mà họ quan tâm lẫn nhau á, thì họ sẽ không bao giờ bỏ nhau. Đã bỏ nhau rồi là coi như là xong rồi đó. Họ để ý nhau là chỉ, trừ khi quan hệ với nhau họ còn có đứa con rồi đi tới họ đi lui. Họ dòm nhỏ con thôi, chứ không phải là để ý về vấn đề gì hết á. Em nghĩ là như vậy. Còn bình thường mà đã nó bỏ nhau rồi là không còn gì mà để mà nói mà luyến tiếc bất cứ chuyện gì nữa. Người lớn hết rồi, ai mà quan tâm tới vấn đề mà tình cảm mà con sao luyến tiếc gì với chú, chuyện đã luyến tiếc là không bao giờ bỏ nhau, mà đã bỏ nhau rồi không còn cái gì nữa. Hoàn cảnh bắt buộc thôi, đâu ai muốn đâu. Dạ. Đâu ai muốn chia tay đâu. Dạ. 10 cuộc tình chia tay là 10 cái nguyên nhân khác nhau đó. Đâu phải tự nhiên cái buồn đứng chạy chia tay đâu. Nước ở nước Mỹ và ở nước Việt Nam thì chị ở nước Mỹ này nam nữ bình quyền. Tại vì họ đàn bà đi ra ngoài đường họ cũng có làm được, họ bình quyền đâu có liên quan gì tới việc chia tay hay là theo dõi người xưa. Có chứ, tại vì phụ nữ ở Mỹ nó mạnh mẽ hơn phụ nữ ở Việt Nam. Tại phụ nữ ở Mỹ người ta đi ra ngoài xã hội để kiếm tiền. Bây giờ anh nói câu đó là không chính xác đó. Diễm Thi cũng đang ở Mỹ đó anh, thì không có mạnh mẽ. Ví dụ vậy. Dạ, mình có tính đàn ông nhưng mà yếu đuối lắm. Dạ. Trời đất ơi. Anh chuyện thần thoại. Dạ anh Kevin, ghẹo anh Kevin đó. Dạ. Cái này gọi là số đông, chứ em không có nói là toàn bộ là phụ nữ là như vậy. Thường thường phụ nữ ở Mỹ người ta đi làm người ta kiếm tiền. Dạ. Bởi vậy chính như vậy họ không có ý là đàn ông, cho nên bởi vậy họ không có khe. Còn ở Việt Nam mà khác. Bởi vì mình phải nói mình đang ở đâu. Bởi vì người ta nói một khi đã bỏ nhau rồi, họ không thương nhau, họ mới bỏ nhau chứ họ thương nhau bỏ làm gì. Đúng không? Đã nói là
thương nhau lúc nào nó cũng ok á, mà đã không thương nhau là cái gì nó bây giờ, nó giờ có đẹp cỡ nào nó cũng bỏ là bỏ à. Ừ, Minh Tinh điện ảnh còn bị chồng bỏ mà huống chi mình. Đúng vậy, thì thường thường họ để ý nhau lại gì, họ còn đứa con, họ đi tới lưu thăm qua nhìn qua nhìn lại thì họ có tưởng tượng trong đầu là người ta để ý tới mình, mà thật sự là không phải, tại vì người ta tới người ta muốn chăm dò con người ta như thế nào thôi, chứ không phải là để ý tới người phó ngẫu. Thì trong đầu óc mình tưởng tượng ra thì mình cứ nghĩ là như vậy thôi, chứ thật sự là không phải như vậy đâu. Thêm một người đàn ông nữa, coi như là thấy không, rõ ràng là đàn ông á, nãy giờ thấy quý vị gọi vô á, là khi mà họ chia tay rồi là xong, hết hết phim à, hả, đi coi phim mới chứ không có quay lại mở phim cũ lên coi. Nhưng mà phụ nữ hình như có vẻ khác, không biết cái điều đó đúng không. Nhưng mà đối với chị Mary thì chị Maria Trang thì chị nói là người cũ còn quan vâng, tâm, nghĩa là ta. Cũng có những người đàn cũng ông có những người đàn ông chia tay rồi họ vẫn đi theo coi có cái người xưa ra sao. Diễn Thi nghĩ chắc lệ thuộc vào tình cảm của cái người đó quá. Nếu như còn tình cảm thì còn quan tâm, còn nếu hết tình cảm mà hết quan tâm, ảnh nói không còn thương nữa, như anh Kevin vừa nói đó, không còn thương nhau nữa thì thôi. Đâu phải lúc nào người ta chia tay là người ta cũng không còn thương đâu. Đôi khi chia tay một người không còn thương mà người kia còn thương thì sao? Hoặc là hai người cũng còn thương nhau nhưng mà vì lý do gì đó buộc phải chia tay thì sao? Thực ra là Diễm Thi tin chắc là có rất là nhiều lý do, chứ không phải chỉ có một lý do để chia tay là vì hai người không còn thương nhau nữa. Còn thương là không còn thương mới chia tay chứ còn... Không còn thì có thể nó có một phía thôi chú. Đúng không chú? Không thương thì phải qua lại chứ làm sao một phía được. Bây giờ chú... bây giờ chú không còn thương vợ nữa thì chú giờ chú muốn chia tay vợ nhưng mà vợ vẫn còn thương chú thì sao? Chú vẫn muốn chia tay mà người ta đã muốn chia tay mình thì đương nhiên mình phải đồng ý. Thì cái đó là đúng. Đó. Cái đó là đúng. Yeah. Vợ vẫn còn thương. Phản đối chú cơ, con là con chung mà, ra tòa phải lấy chao xúc bọt trước mới chắc ăn. Đó, phụ nữ đang thể hiện sự mạnh mẽ đó. Christy Lê nói là nhiều người hỏi em ông có vợ mới chưa? Em trả lời em không biết vì em chỉ nghĩ đi làm kiếm tiền đủ nuôi ba mẹ con em là được rồi. Yeah. Còn người ấy ra sao không cần. Không cần biết ha. Yeah. Anh vẫn còn thương em. Với em thì tình cảm không còn. Maria Trang mời một khán giả trên đường dây 7236. Yeah, xin chào Cà Phê Sáng. Yeah, chào anh. Chào anh Sơn. Nghe giọng. Thật sự ra đó cái chuyện tình cảm thì đôi khi mình nghĩ dứt khoát nhưng mà cái tâm tình mỗi con người là trái tim đâu phải bằng đá đâu. Thế mà thấy cái người ta đã thường nói rằng là tình cũ không rủ nó cũng trở lại thì đôi khi nó cũng có thể trở lại được mà. Nhưng mà trừ khi mà hai người đó có cái chuyện gì mà dứt khoát với nhau không có thể nào hàn gắn hay cái gì được đó, thì nó không trở lại được thôi chứ. Còn tâm tình của con người, trái tim vẫn còn rung động. Nếu mà có cơ hội có gì thì vẫn ham thích rình mò để coi tâm tình ra như thế nào thôi. Giống như là Sơn đây cho dù 40, 50 năm hay là gì đi nữa đi, nhưng mà vẫn thấy cái mối tình đầu vẫn tiếc nuối hoài. Vẫn đi theo coi hả? Nghĩa là bây giờ anh vẫn đi vô coi cái người kia làm sao phải không? Thì vẫn lâu lâu vẫn để ý vấn đề gì thôi. Mà để bụng chạy thôi, âm thầm lặng lẽ đêm khuya thì không có gì, thì chỉ mình với tâm tình của mình thôi. Rồi chui vô Facebook người ta coi cái bây giờ ra sao, thằng mới nó như thế nào, xin lỗi dùng chữ thằng, anh mới nó như thế nào. Rồi cuộc sống anh Sơn về với team em nha. Đúng không? Thì nói chung là tại vì cái mối tình đầu á, thì có rất là nhiều trường hợp tại vì hoàn cảnh và mọi thứ mọi gì không có cho phép, không cho gì thôi. Rồi lúc đó thì đi vượt biên thì nhớ là mất tích, mất tâm nữa, thì đâu có ai là đợi chờ hoài đâu. Dạ, nghe anh Sơn nói mình cũng thấy hơi tò mò chút xíu, không biết là mối tình đầu của mình ngày đó như thế nào, nghe đâu cũng ở đâu. Vòng vòng trên nước Mỹ này mà không biết ở chỗ nào, nếu mà gặp lại chắc cũng không biết sao ta. Nó thấy chưa, nếu mà vòng vòng ở nước Mỹ thì đã khác rồi, còn cái chuyện tình của mình là từ bên Việt Nam, còn lúc còn mới bắt đầu mới lớn thôi. Thôi nói vậy thì nói cho anh vui vậy thôi, chứ tụi mình là không
không cần biết. Đã buông rồi anh là về đâu. Đã buông rồi là buông luôn phải không? Buông rồi. Dạ đã nói rồi, hồi nãy đã khóa lại rồi, quăng chìa khóa xuống sông, giờ có đôi khi có muốn nghỉ nghỉ nhưng mà cũng thôi. Nhưng mà thật sự ra có nhiều người ta dối lòng với người ta thôi, chứ thật sự lúc nào cũng vậy đó, đâu hay gì ở trong khoảng khắc nào thì cái mối tình đầu vẫn là thấy là ngọt ngào và đậm đà nhất thôi à. Thấy không? Dạ. Tuy rằng thôi, nhưng mà em không muốn làm mối tình đầu của anh, em chỉ muốn làm mối tình cuối thôi. Muốn cũng đâu có được, cuộc sống đâu phải lúc nào muốn cũng được đâu. Đời vẫn còn dài, không biết tình cuối như thế nào. Dạ. Không biết tình nào là tình đến muôn đời hả? Dạ. Không có gì mỏng manh bằng tình cảm hết á. Dạ. Bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là cái nọ cái kia, nhưng mà nếu mà mình sai một lần thôi thì mình cũng có thể đánh mất tất cả. Nếu mà cuộc tình mà giống như kiểu cuộc tình của Hollywood á, thì cho thấy không? Có bà Elizabeth Taylor đó, bà cũng cưới cho ông đó 2-3 lần cũng vậy thôi. Thôi sao 2-3 lần được, bà này là cả chục lần thôi chứ. Liz Taylor là lấy chồng cả chục lần là ít. Dạ. Sướng nhỉ. Không, lấy một người. Lấy một người đó chú. Quay lại bỏ rồi xong rồi quay lại cưới lại á. Cưới lại đấy. Dạ. Ừ. Thôi, nếu mà mình suy nghĩ là maybe ngày sau mình sẽ cưới lại người đó thì mình đừng bỏ. Sao biết được chị, ngày hôm nay không có biết được ngày mai như thế nào. Ngày hôm nay thì đương nhiên mình có thể giận hờn, mình có thể trách móc, mình có thể hiểu lầm nhau, mình có thể bỏ nhau. Nhưng mà ngày sau nhiều khi một cái chuyện mình giận người đó, mình nghĩ ra thì ra là cái điều đó là mình hiểu lầm, mình suy nghĩ lầm, mình sai lầm, thì vẫn có thể quay lại với nhau thôi. Thật ra tất cả mọi chuyện trên đời nó đều sẽ không có một cái gì gọi là công thức chung hết á. Mình đang muốn nói một cái điều là không phải là lý thuyết, muốn nói ra một cái người ta gọi là cái thật, cái bản chất thật của một cái tình cảm, của một cái suy nghĩ. Chứ còn nếu mà nói lý thuyết thì rất là dễ. Ừ thôi, chia tay rồi thì thôi, nó dễ. Nhưng mà trong cuộc sống có rất là nhiều người chia tay rồi không có thôi, cũng còn dương dấn nhau, cũng còn ghen tuông nhau, rồi cũng còn hận thù nhau, rồi cũng còn quay lại với nhau, cũng còn yêu thương, còn rất là nhiều chuyện khác nhau. Chia tay rồi mà còn ghen với lạ đó. Có chứ, Diễm Thi thấy nhiều nha, chia tay rồi vẫn ghen là nhiều luôn á. Dạ. Thiệt luôn. Sống thật với con người của mình đừng cứ để cái tôi của mình quá lớn hay gì đó thì đã có khác rồi, có thể dài họa. Dạ. Hai. Anh Sơn là vẫn là thuộc dạng vậy. Anh Sơn là nãy đó là Tường Minh là chia tay rồi là coi như là xong hết, không còn gì nữa hết, là Tường Minh có tính đàn ông đúng không? Vậy thì anh Sơn mà thuộc về team của Diễm Thi thì ngược lại đúng không? Anh Sơn đánh chị chả không kịp kìa. Thì nói chung thì đàn ông, nhưng mà mình là con tim vẫn rỉ máu thì mình, dạ, mình đâu phải là đúng anh Sơn tất đá đâu, mình sống thật với con tim của mình. Dạ, thôi đúng, em hoàn toàn ủng hộ anh Sơn. Yếu đuối thế nhờ. Cái đó là người ta gọi là người ta sống thật với cảm xúc của mình chứ không phải là yếu đuối. Đúng không anh Sơn? Chia tay người ta rồi sống thật cảm xúc làm sao người ta sống vậy. Nhưng mà cái chuyện tình yêu này là cái bài ca muôn thuở thôi. Tất cả những nghệ sĩ hay là nhạc sĩ họ có bao nhiêu ngàn người theo đuổi, nhưng trời mà ơi, chuyện phim đại hàng hay là chuyện trong nhạc là nó cường điệu quá rồi, không kể, đừng bắt chước trong đó sống là chết á. Thấy hôm bữa nàng Diễm Thi nè post lên là sẽ có một ai đó yêu em suốt đời, có một ai đó khi mà em giận thì để vân vân và vân vân. Mình nói chứ em với chị sẽ gặp nhau trong viện dưỡng lão, ngồi chờ cái người đó thì vô viện dưỡng lão vẫn chưa có. Chị ơi, sống phải có niềm tin chứ, biết đâu là một ngày một người đó sẽ xuất hiện thì sao, phải không chú cơ? Sống phải lạc quan nè, sống phải có niềm tin, phải không anh Sơn? Nếu mà mình còn sống cái độ mà vô chuyện dưỡng lão thì cũng là cái niềm vui của cuộc đời về sau này rồi, biết đâu vô đó em gặp người đó làm sao. Thì đâu, đâu có bao giờ trẻ đâu. Dạ, cảm ơn anh Sơn. Người đó sẽ hỏi là em có bệnh Parkinson hay không. Em sẽ tạo nên một cuộc tình đẹp nơi viện dưỡng lão. Trời ơi, thôi. Ở đâu em cũng tạo nên cuộc tình đẹp được hết. Rồi, cảm ơn anh Sơn và một khán giả khác. Tắt nhìn Tường Minh cái radio, cái tivi đi, nghe Tường Minh giọng cười trên tivi gớm quá. Ủa, bây giờ chị mới thấy hả? Thôi bữa nay là chú cơ là lên level lắm luôn rồi chị Tường Minh.
rồi chứ. Dạ. Rồi tắt xong luôn rồi, tắt luôn, mất tiêu luôn rồi. Tắt luôn rồi hả? Thanh Thanh Nguyễn nói anh Sơn không phải team đàn bà mà team ủy mị. Chết. À, Thanh Thanh nói là chưa được thì mới thấy ngọt, chứ được rồi thì nhiều khi cũng muốn giọt luôn đó. Dạ, đó là nói về cái nỗi nhớ của cái mối tình đầu đó ha. Tại vì cái gì mà nó con cá mà hụt là con cá lớn. Dạ. Rồi nhiều khi phim mới không được hay nên cứ mở phim cũ coi hoài. Đúng 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 đó. Thà là không nha, cái này nói phim em cũng nói thiệt luôn cái vụ phim nha. Nếu mà đi coi một bộ phim mới mà nó dở, thà là em coi lại bộ phim cũ. Có nhiều khi đó chú Cơ, có một bộ phim cũ giống thì coi tới 4-5 lần luôn á. Không, cái này nói thiệt về phim nha. Tại vì mình vẫn coi. Chú Cơ biết không, đôi khi cái cảnh phim đó, một cái đoạn phim đó mình coi cái lần đầu mình không cảm nhận hết đâu. Lần sau mình coi lại cái mình lại cảm nhận nữa, lần sau mình coi lại mình lại cảm nhận khác nữa. Diệp Thi là không hiểu ý chị Tường Minh về phim cũ và phim mới. Ừ, là sao chú? Mời một thứ giải trên đường dây 5888. Dạ, mình là Toàn đây. Good morning. Chào chú Toàn. Dạ, chào chú Toàn. Gọi bằng Toàn được rồi. Chưa có đến tuổi gọi bằng chú đâu. À, dạ, xin lỗi chào Toàn. Bao nhiêu? Rồi. Dạ, sao ạ? Hàng mấy rồi? U mấy? Mới trong 50 mấy thôi. Thì thành ra cũng ngang tuổi với các chị đây thôi. Thôi đừng ngang nha. Thôi đừng nói vậy. Nói câu đó vậy là làm mấy bà đi tiền lắm anh ơi. 50 mấy mà nói ngang tuổi với mấy chị, trời ơi đào lỏng quá. Ôi my god. Sorry. Dạ thôi em nói giỡn thôi anh Toàn, sao cũng được. Tức là trên mấy chị thôi chứ còn thua chị. Một thập niên đấy. Dạ không sao anh. Dạ 10 năm mà trong mấy năm cũ, mấy năm cuối của phụ nữ là ghê lắm. Dạ lỡ lời thôi. Dạ không, dạ nói vui thôi anh. Dạ không sao. Dạ. Thì mình theo mình á, thì tình yêu bao giờ nó có nhiều cái phức tạp lắm. Thì khi mà đã không muốn tiến tới với nhau rồi đó, thì không hẳn là đã không còn thương nữa. Đôi khi nó cũng có còn cái tình cảm, nhưng mà vì lý do gì đó. Ví dụ là hai người nếu mà tiến đến với nhau nữa đó, thì nó những cái kế hoạch tương lai nó không phù hợp với nhau, hoặc là tính tình nó có nhiều cái mâu thuẫn với nhau, thì nó không phù hợp cho tương lai khi sống chung với nhau, thành ra là phải chia tay. Ví dụ như vậy thôi, đó là một trong những lý do. Thành ra là vẫn phải chia tay nhau, nhưng mà chia tay nhau mà vẫn còn vương vấn, vẫn còn cái tình cảm vì đã quen biết nhau cũng lâu. Ví dụ như vậy, đã sống chung với nhau cũng một thời gian rồi thì cái tình cảm tự nhiên nó rất là khó mà dứt bỏ ngay được. Thành ra là vì tình, thành ra là họ vẫn còn, sau khi bỏ nhau mà vẫn còn quan tâm và lưu luyến và vẫn còn để đến nhau, là cái đó là dễ hiểu thôi, không có gì khó khăn cả. Dạ, đó chú Cơ thấy chưa, những người trẻ người ta suy nghĩ cùng giống nhau, chú Cơ thấy không? Anh Toàn là thuộc team là vẫn theo dõi đúng không? Đó, anh Toàn là suy nghĩ giống Diễm Thi đó, chú thấy không? Những người trẻ người ta suy nghĩ vậy đó. Cái thứ hai nữa thì là cả sự để đến nhau có thể là vì trách nhiệm, ví dụ như là đã có con chung với nhau, ví dụ vậy thì đó là vì trách nhiệm nhiều hơn. Tình thì không biết là còn hay không, nhưng mà có lẽ là vì trách nhiệm thì nhiều hơn. Nên họ quan tâm nhau thì đó cũng dễ hiểu, không có gì là phức tạp cả. Và cuối cùng nữa, thì cái lý do cuối cùng theo mình nghĩ thì cái tính tò mò của con người á, mặc dù là không còn tình cảm gì nữa, không còn trách nhiệm gì với nhau nữa và đã dứt khoát với nhau rồi, nhưng mà còn cái tính tò mò thì nó cũng có thể là thường là những người mà không còn, vẫn còn nhiều thời gian đó, rảnh rỗi, không có busy lắm, cuộc sống không có busy lắm, thành ra đôi khi cứ còn tò mò đến cái người yêu cũ của mình, thì cái đó là cái là trường hợp cuối cùng, tức là tò mò. Tò mò mình, nó đi đôi với tọc mạch. Rồi thôi. Cảm ơn anh Toàn. Ủa hết giờ rồi hả? Ủa phải vậy, đề tài này hấp dẫn quá mà nói tới trưa cũng còn nói được mà. Thì hôm nào nói lại thôi, có gì đâu. Thấy thính giả vẫn còn chờ đợi trên đường dây. Tuy nhiên thì có một cái tin, có một người tên là Thanh Nguyễn, mặc dù là nó không có liên quan đến chương trình nhưng mà thấy cũng hữu ích, thì thôi để giúp cho chị, nói là
chị có bỏ quên một cái con chó ở một cái tiệm nước Long Coffee, nhưng mà sau đó quay trở lại để đi tìm thì không có tìm được. Nếu mà ai thấy thì xin gọi dùm cái số phone là 713-851-6396. Đi lạc một con chó ở ngay chỗ cái khu Kim Sơn, rồi nghe người ta nói là nó chạy qua bên cái khu Thuận Kiều, nhưng mà bây giờ mất rồi. Nếu mà ai có thấy thì giúp cho chị với cái số điện thoại đó. Nó là, xin đọc lại là 713-851-6396. Mong là chị cũng tìm được lại cái con chó yêu của mình ha. Tại vì nhiều người thì con chó cũng giống như là người con của mình. Giống như người tình cũ không? Nhưng mà nó không giống như tình cũ. Không, tình mới chứ. Tình mới tình mới yêu dữ. Tình hiện tại mới đi tìm tới 12 giờ đêm. Chị bảo là đi tìm tới 12 giờ đêm mà không có tìm ra. Dạ. Yeah. Đó là tình mới. Mà bây giờ hy vọng nó không thành tình cũ. Đến đây thì xin cảm ơn quý vị nha, rất là nhiều về những cái ý kiến của quý vị gọi vô vừa rồi cũng thay đổi suy nghĩ của Tường Minh một chút xíu. Không phải chỉ có phụ nữ sau khi chia tay với nhau rồi thì mới đi quan tâm tìm hiểu về người xưa, mà nãy giờ cũng có thêm những đi cũng có vài người đàn ông cho anh vô rồi. Xin cảm ơn quý vị và dạ, chúc quý vị một ngày vui. Xin kính chào quý vị. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop. 1-855-855-5888. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Quý vị hãy vào trang web staysmartdoyourpart.com hoặc gọi số 832-927-8787 để ghi danh chờ đợi được chích ngừa.